chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại bản tin tối hàng ngày trên kênh Hoàng Linh Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày tốt lành. Trước khi đến với phần thông tin chi tiết, hãy cùng tôi điểm qua những tức nóng hỏi nhất trong vòng 24 giờ qua. Vĩnh Long ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng với 114 ca và 3 trường hợp tử vong. 81% phụ huynh đồng thuận cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi tiêm vaccine. Giảm 2% thế suất thế giá trị gia tăng F0 điều trị tại nhà không khai báo bị mất quyền lợi gì Bộ Y tế hoàn thành thủ tục mua vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi Chìm cano chở 39 người ở biển cửa đại Ít nhất 11 người chết Và thông tin chi tiết các tin tức như sau Mở đầu video như thường lệ Là thông tin về số liệu diễn biến dịch bệnh Covid-19 Trong ngày hôm nay Ngày 26 tháng 2 năm 2022 toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng với 114 ca. Cụ thể, 52 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, tại thành phố Vĩnh Long là 48 trường hợp, huyện Vũng Liêm là 1 trường hợp, huyện Bình Tân là 3 trường hợp, 57 trường hợp qua sàng lọc tại cơ sở y tế, tại trung tâm y tế thành phố Vĩnh Long là 1 trường hợp, trung tâm y tế huyện Long Hồ là 10 trường hợp, trung tâm y tế huyện Mang Thích là 7 trường hợp, trung tâm y tế huyện Tam Bình là 24 trường hợp. Trung tâm y tế huyện Trà Ôn là 15 trường hợp. 5 trường hợp là F1 chuyển thành F0 đã được cách ly tại nhà trước đó tại thành phố Vĩnh Long. Cũng trong ngày hôm nay, ngày 26 tháng 2, Vĩnh Long công bố 3 trường hợp tử vong do dịch bệnh, bao gồm một trường hợp tử vong tại Bệnh viện Phổi Vĩnh Long là một bệnh nhân nữ 57 tuổi địa chỉ tại tỉnh Tiền Giang. Hai trường hợp tử vong tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 Vĩnh Long, bao gồm Trường hợp 2, một bệnh nhân nữ 67 tuổi địa chỉ tại huyện Long Hồ. Trường hợp 3, một bệnh nhân nam 81 tuổi địa chỉ tại huyện Trà Ôn. Thông tin thứ hai, 81% phụ huynh đồng thuận cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi tiêm vắc Kết quả khảo sát về thái độ của các bậc cha mẹ với vắc xin COVID-19 cho trẻ 5 đến 11 tuổi cho thấy 81% phụ huynh tham gia đồng thuận đưa con em mình đi tiêm vắc nếu ngành y tế tổ chức tiêm. Cuộc khảo sát này được Viện Dư luận Xã hội, Ban Thuyên giáo Trung ương tổ chức trên cả nước trong bối cảnh các tỉnh thành đang tích cực chuẩn bị cho công tác tiêm vaccine ở lúa tuổi này. Thông tin thứ ba, Bộ Y tế hoàn thành thủ tục mua vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Đại diện Bộ Y tế cho biết, đến nay đã cơ bản hoàn thành thủ tục mua vaccine COVID-19 để tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tiên nói, Thủ tục mua vaccine cơ bản đã thực hiện xong và Bộ Y tế đề nghị cấp chậm nhất đến ngày 30 tháng 4 để đẩy nhanh việc bao phủ tiêm vaccine cho trẻ em. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã có hướng dẫn y tế cơ sở về việc đảm bảo an toàn khi tiêm vaccine cho trẻ em. Theo ông Tuyên, tại Việt Nam, đến nay công tác tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 99% mũi 1, mũi 2 đạt khoảng 98%, mũi 3 đạt khoảng 32%. Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 đạt 99%, mũi 2 đạt khoảng 94%. Với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, Bộ Y tế đã tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng và Thủ tướng cũng đã có quyết định đồng ý cho Bộ Y tế mua 21,9 triệu liều vaccine của Pfizer để tổ chức tiêm cho nhóm này. Mới đây, trong công điện gửi các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục triển khai quyết liệt biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai tiêm chủng phòng COVID-19 thần tốc hơn nữa, đảm bảo bao phủ liều bổ sung và liều nhắc lại cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và đủ liều cơ bản cho các đối tượng từ 12 đến 17 tuổi. Các địa phương cũng chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi ngay khi Bộ Y tế có hướng dẫn và tổ chức tiêm chủng tại nhà cho những đối tượng khó khăn trong việc di chuyển. Thông tin thứ tư, giảm 2% thế suất thế giới trị gia tăng ngày 28 tháng 1 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 15, quy định chi tiết về thi hành chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ngày 9 tháng 2 năm 2022, Tổng cục Thế đã ban hành công điện số 02 yêu cầu toàn ngành thế để mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, đặc biệt là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân Kinh doanh các nhóm hàng hóa dịch vụ thuộc diện giảm thuế giá trị gia tăng để thực hiện đúng theo quy định về giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng. Theo đó, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ nhóm hàng hóa dịch vụ sau: viễn thông, hoạt động tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, than cốc dầu mỏ tinh tế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa dịch vụ chịu thế tiêu thụ đặc biệt, công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Việc giảm 2% thuế suất thế, thế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Cụ thể theo quy định nghị định này, cơ sở kinh doanh tính thế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thế giới trị gia tăng là 8%. Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp được giảm 2% thế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh tính thế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 20%, mức tỷ lệ phần trăm để tính giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp được giảm 2% thế giá trị gia tăng. Thông tin thứ năm, F0 điều trị tại nhà không khai báo bị mất quyền lợi gì. Hiện nay, số ca F0 tại các địa phương đang không ngừng tăng lên đa số trong đó là các F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Chính vì thế mà nhiều F0 đang điều trị tại nhà hiện nay không khai báo với cơ quan y tế địa phương mà không biết rằng phải đối diện với mức phạt và quyền lợi kèm theo. Chia sẻ về vấn đề này, trao đổi với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Thành Nam, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quyền lợi mà người F0 điều trị tại nhà không khai báo là tiền trợ cấp chế độ ốm đau. Cụ thể, theo quy định tài khoản 1 điều 100 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định để được hưởng chế độ ốm đau người lao động điều trị bệnh ngoại trú cụ thể là các F0 điều trị tại nhà phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội bên cạnh đó điểm A khoảng 1 điều 20 thông tư số 56 của Bộ Y tế thì giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp tại thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào công văn số 9.000 của sở y tế hướng dẫn, thì trung tâm y tế quận, huyện, thành phố thủ đức, trạm y tế phường, xã, thị trấn chăm sóc và quản lý f0 tại nhà sẽ cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. do đó, trường hợp f0 điều trị tại nhà không khai báo với chính quyền, cơ quan y tế địa phương thì sẽ không được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, đồng nghĩa với việc sẽ không được hưởng tiền trợ cấp ấm đau. cũng theo luật sư nam, hệ quả pháp lý thứ hai mà f0 điều trị tại nhà không khai báo là còn phải đối mặt với nguy cơ bị xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể, theo điểm A khoảng 3 điều 7 Nghị định số 117 năm 2020, người nào có hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Trong khi đó, theo quy định số 219 của Bộ Y tế, dịch bệnh COVID-19 đã được liệt kê là một trong những bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Do đó, F0 điều trị tại nhà cần phải khai báo để không ảnh hưởng đến bản thân và cộng đồng. Phần cuối của video là thông tin về việc chìm cano chở 39 người ở biển Cửa Đại, ít nhất 11 người, người chết. Chiều ngày 26 tháng 2, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận một vụ chìm cano xảy ra ở khu vực biển Cửa Đại, khiến nhiều người thương vong. Cano chìm vào lúc 12 giờ trưa nay, các lực lượng đang tập trung lo cứu hộ. Cập nhật lúc 16 giờ 50, theo thông tin trên báo pháp luật, trong 33 người tìm được, có 11 người chết, 2 người nguy kịch. Hiện các lực lượng chức năng, tàu của ngư dân, biên phòng, cảnh sát giao thông đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Thơ trên đây.